trốn thi hành án tội danh liên quan đến ma túy, bị truy nã, một nữ quái đã phẫu thuật đến hàng xóm cũng không ai có thể nhận ra. Suốt nhiều tháng, lực lượng vây bắt đã phải hóa trang thành những dân chơi ở vũ trường để truy tìm đối tượng. Hot girl đó là ai? Thủ đoạn thay đổi hình dạng và liên tục mang thai của hot girl đó như thế nào? Năm 2016, Đại tá Vũ Minh Sơn, khi đó là trưởng phòng cảnh sát truy nã thành phố Hải Phòng cho biết, trong danh sách truy nã những bị can, bị cáo trốn truy nã, trốn thi hành án, có Vũ Hải Yến, 26 tuổi, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, bị Tòa án Nhân dân quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo Đại tá Sơn, Yến lớn lên trong một xóm nghèo, từng là tụ điểm phức tạp về ma túy nên sớm bập vào thuốc lắc, hàng đá. Yến cũng nhanh chóng vướng vào con đường vi phạm pháp luật khi đứng ra bán lẻ ma túy cho các thanh niên ăn chơi trong những quán bar, vũ trường tại đất cảng. Số tiền kiếm lời từ mua bán ma túy, Yến sắm sửa quần áo thời trang, điện thoại đắt tiền. Song với biểu hiện bất minh của một cô gái không nghề nghiệp, tiền tiêu rủng rỉnh đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cùng với tư liệu trinh sát, lực lượng chức năng đã đưa cô ta vào danh sách theo dõi. Dường như dự đoán được cái giá phải trả, năm 2016 khi mới 21 tuổi, Song Yến liên tục sinh con để sau này lỡ có vướng vào lao lý thì sẽ hưởng khoan hồng của pháp luật. Thực tế, sau thời gian bán ma túy, Yến bị bắt giữ, đưa ra xét xử. Do đang nuôi con nhỏ nên tòa đã xem xét và được tạm hoãn án thi hành. Chưa đầy 20 tuổi, Vũ Hải Yến trú tại số 81 Nguyễn Công Hòa, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã vội cưới chồng để còn kịp lo cho cái thai trong bụng, sắp đến ngày sinh. Hơn 2 năm sau, Yến lại cho ra đời thêm đứa con thứ hai. Tuy nhiên, lý do mà Yến sinh con liên tiếp chẳng phải vì khát khao có được những đứa con cho ấm áp nhà cửa hoặc do nhỡ nhàng, mà vì động cơ mục đích đen tối của mình. Bởi chị ta biết, chỉ bằng cách mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Yến mới dễ dàng trốn tránh được pháp luật. Lợi dụng chính sự nhân đạo mà pháp luật ưu ái, Yến đã liên tiếp có bầu và vô trách nhiệm với chính đứa con của mình, khi sẵn sàng sử dụng chúng làm bùa lá hộ mệnh cho những hành vi tội phạm xấu xa. Sinh ra và lớn lên tại xóm nghèo, đã từng là một trong những tụ điểm phức tạp về ma túy, Yến sớm bị sa ngã vào thú vui chết người. Để có tiền ăn chơi hút hít, không có cách kiếm tiền nào nhanh hơn bằng cách lấy mỡ nó rán nó. Hàng ngày Yến cất hàng từ các đại lý mang về, chia nhỏ bán kiếm lời. Khách hàng của Yến là chính những người bạn chơi bời quen biết trong các vũ trường, quán bar, karaoke. Tiền kiếm được từ buôn bán ma túy không chỉ thỏa mãn phê pha mà còn làm cho Yến trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Mười mấy tuổi đầu, nhưng Yến bao giờ cũng phải dùng điện thoại xịn đời mới nhất, đi xe máy tay ga đắt tiền và ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Để bảo toàn cho công việc của mình, Yến được các đàn chị đi trước truyền đạt cho kinh nghiệm phải liên tục mang thai và nuôi con nhỏ. Trước đó, ở khu vực Hồ Ông Báo, đường tàu Trần Nguyên Hãn hay xóm liều bờ đê Niệm Nghĩa, quận Lê Chân là những điểm nóng về ma túy. Nhiều đối tượng có đến 6 đến 7 đứa con. Họ sinh ra những đứa con vì mục đích dùng chúng làm lá bùa hộ mệnh. Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật không thi hành án đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ để trốn tránh tội lỗi của mình gây ra. Thậm chí có trường hợp đẻ con ra chẳng biết bố đứa trẻ là ai. Bởi nếu cần, cứ ra đường tàu nằm hớ hênh, các anh nghiện đêm hôm ghé qua sẵn sàng giúp đỡ. Và như một kịch bản có sẵn, đến lúc đứa con lớn vừa đủ 36 tháng thì Yến lại mang bầu đứa thứ hai. Khi đã có bảo bối trong tay, Yến càng làm mạnh hơn, sẵn sàng giao hàng cho bất cứ ai có nhu cầu. Đến cuối năm 2016, Yến bị Tòa án Nhân dân quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù giam, nhưng cho tạm hoãn thi hành án do đang trong thời gian nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, gần đến ngày trả án, Yến không dùng bài cũ là mang thai mà lên kế hoạch cho một cuộc bỏ trốn thật xa. Lợi dụng điều đó, Yến đã bỏ trốn khỏi địa phương, để lại hai con nhỏ cho bố mẹ đẻ chăm sóc.
Cũng theo đại tá Sơn, sau khi Yến bỏ trốn, Phong được lệnh truy tìm cô ta về để thi hành án. Song từ người nhà đến địa phương nơi thiếu phụ này sinh sống đều lắc đầu không biết. Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với Yến. Thời điểm đó, Phong nhận định với bản tính ăn chơi, Yến có hai hướng để trốn, đó là thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Tuy nhiên, ban chuyên án đã chốt tập trung mũi truy tìm ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, một tổ trinh sát đã được cử vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt một tháng thực tế, trinh sát đã phải mất nhiều đêm trắng, hóa thân thành những dân chơi thâm nhập vào tụ điểm ăn chơi để lần tìm manh mối. Từ đây, thông tin về Vũ Hải Yến đã dần được hé mở. Sau khi dạt vào thành phố Hồ Chí Minh, Yến nhanh chóng bắt mối với bạn bè tại đây, tiếp tục bỏ mối làm ăn để có tiền tiêu xài, ăn chơi thác loạn. Đáng nói, để che giấu thân phận, hòng lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Vũ Hải Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác, xóa đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cầm vi lai và thay đổi chỗ trọ liên tục. Đặc biệt sau khi phẫu thuật, với ngoại hình xinh đẹp sẵn có, lại qua tác động dao kéo, Vũ Hải Yến trở thành người hai mặt, xứng danh hot girl xứ Bắc trong mắt dân chơi xứ Nam. Ban ngày, Yến ngủ vùi, đêm xuống, chị ta mới bắt đầu ra khỏi nhà và tìm đến những địa điểm mà đám thanh niên mới lớn, những kẻ đang coi ma túy tổng hợp là thứ mốt thời thượng để làm ăn. Yến cũng như nhiều kẻ bán ma túy khác, sống khỏe nhờ các hộp đêm này. Mò kim đáy bể, đó là tâm lý của các trinh sát tham gia truy tìm Yến về để quy án. Tuy nhiên, sau thời gian lân la tới các địa điểm của giới ăn chơi, các anh nắm được thông tin từ một số thanh niên gốc Hải Phòng cho biết mấy tháng nay xuất hiện một hot girl đồng hương. Cô ta khá sang chảnh và thường đi với các đại gia, lui tới các quán bar vũ trường nổi tiếng bậc nhất ở đây. Các trinh sát đã tiếp cận, theo dõi mọi di biến động của hot girl đất cảng trong các sàn vũ trường. Những hình ảnh của cô gái có gương mặt khả ái được trinh sát bí mật ghi lại. Nhận định đó có thể là Vũ Hải Yến. Tổ công tác đã gửi hình ảnh về Hải Phòng để xác minh, song cả hàng xóm cũng không nhận ra. Tuy nhiên, theo tài liệu trinh sát, hot girl đất cảng chính là Vũ Hải Yến, thiếu phụ đang trốn thi hành án. Các chiến sĩ tham gia ban chuyên án được lệnh từ lãnh đạo phòng lên kế hoạch bắt giữ Yến. Thời cơ đến với các trinh sát, khi có thông tin đầu tháng 1 năm 2017, Yến sẽ tổ chức sinh nhật tại một vũ trường. Tổ công tác phải lên các phương án để bắt giữ Yến để đảm bảo an toàn cho người dân và chính trinh sát. Bởi xung quanh Yến luôn có các thành phần sẵn sàng chống đối, bảo vệ cô ta. Quán bar 212 Club, đường Nguyễn Trãi vốn là một tụ điểm ăn chơi có tiếng. Trước đó vào đêm 30 tháng 4 năm 2016, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy đá tại đây. Quán này lúc nào cũng tấp nập khách khứa vào ra từ chập tối đến đêm khuya. Vì vậy, để xác định được Vũ Hải Yến ở trong này, nhất là khi Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, không phải là điều dễ dàng. Các trinh sát đã đóng giả dân chơi, vào quán nắm tình hình, xác định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động. Sau khi xác định được vũ trường Yến có mặt đầu tiên, tổ công tác phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đã chia quân xung quanh cả trong và ngoài vũ trường. Gần nửa đêm, Yến rời vũ trường ở quận 1. Vừa đứng vẫy taxi, trinh sát áp sát nói: "Yến à!" khiến cô ta giật mình. Khi tra tay vào cổng số 8, xung quanh là các trinh sát công an giọng Bắc. Vũ Hải Yến vẫn không sao ngờ được dung mạo và thân phận của mình đã thay đổi, mà sao lại có thể lộ nhanh đến như thế ở đất hoa lệ này. Lúc đó biết thân phận bị bại lộ, Yến cố vớt vát cho cô ta cơ hội tổ chức nốt tiệc sinh nhật. Song đề nghị này của Yến không được chấp nhận. Đầu năm 2017, Yến bị di lý về Hải Phòng để thi hành án. Tại cơ quan công an, Vũ Hải Yến đã khai nhận toàn bộ hành vi lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, cho thị được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Khi biết thời hạn tại ngoại đã hết, Yến tìm đường trốn vào thành phố Hồ Chí Minh hòng tiếp tục gây án, nhưng đã bị các trinh sát công an thành phố Hải Phòng dưới sự chỉ huy của đại tá Vũ Minh Sơn tóm gọn.
Các đối tượng không từ một thủ đoạn nào để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật như thay đổi họ tên, liên tục thay đổi chỗ ở. Thậm chí có những đối tượng còn không tiếc tiền để thay đổi hình dạng bằng cách gọt mặt, phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, những manh lưới dù quái chiêu đến mấy thì trước sau vẫn bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.